Mỗi bất động sản nằm ngay lõi trung tâm của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha quý vị. Ngay hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, và khu mà Trọng Thơ đang đứng đây ạ là kế khu dân cư Thịnh Gia nha, khu đô thị Thịnh Gia. Một trong những khu dân cư mà được nhiều nhà giàu ở đây rất là đông đúc rồi nha quý vị. Và ở đây thì đường xá là đang là đường nhựa nhé. Hiện tại đường nhựa 5m nha quý vị ơi, đường nhựa 5m. Cái vị trí đất của chúng ta kế căn nhà nha quý vị. Kế căn nhà. Diện tích đất của chúng ta là ngang 4 nhé quý vị, sâu cho 20 ạ. Diện tích đất của chúng ta là 80m2 và có 50m thổ cư. Đường này thì chạy thông ra đường 04 Tân Định nha. Và chạy thẳng rẽ trái thì chúng ta đều đi được, đi hướng nào cũng được nha. Hướng này chạy ra khu đô thị Thịnh Gia luôn nha quý vị. Ra khu đô thị Thịnh Gia và kết nối với khu đô thị Thịnh Gia luôn. Rồi chạy ra cổng Thịnh Gia, ra Ủy ban nhân dân phường Tân Định đều được. Với bất động sản này ngay ngày hôm nay nha quý vị, ngay ngày hôm nay chủ thu về giá 1 tỷ nha quý vị. Giá 1 tỷ, quý hàng nào quan tâm và đầu tư ở khu vực này thì liên hệ cho Trọng Thơ nhé. Hình ảnh cho Trọng Thơ gửi cho tới toàn thể quý hàng là những cái hình ảnh trên flycam thực tế. Vị trí đất kế căn nhà cực đẹp, đấy, ngang 4 sâu cho 20, thu về 1 tỷ ngay ngày hôm nay. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này nằm trên mặt tiền đường nhựa với lộ giới là 5m. Đã, hiện tại là lòng đường 5m nha quý vị. Và đường này là lộ giới 12m nha quý vị. Đường này lộ giới 12m nha. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để nhận thông tin, xem sổ, xem vị trí và xem đất. Rồi, quý hàng quan tâm gọi cho Trọng Thơ và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất tại vị trí đất này nha. Ở những sản phẩm tại thành thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và nhất là những vị trí đất đẹp, cực kỳ đẹp như thế này. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.